5 ca sĩ hải ngoại nhiều scandal nhất. Sau ánh hào quang, những ngôi sao hải ngoại có những góc khuất thậm chí khiến họ không muốn nhớ lại một chút nào. Mời các bạn cùng với tên showbiz hải ngoại cùng điểm tên top 5 sao hải ngoại có nhiều scandal nhất từ trước đến nay. Đầu tiên phải kể đến ông hoàng nhạc sĩ Ngọc Sơn, lộ ảnh khỏa thân, chat sách, thuốc viện. Tuy là một ngôi sao nổi tiếng hàng đầu hải ngoại, nhưng có những scandal trong quá khứ mà chắc chắn rằng Ngọc Sơn không muốn nhớ lại. Tháng 12 năm 1992, ông hoàng nhạc sến đã có mặt trong bữa tiệc có lời mời chào, mang theo bao cao su, xung độ cho mọi đối tượng của Việt Kiều tên là Tiritan. Theo lời tường thuật lại của báo chí thời đó, đây là một cuộc vui thác loạn, nhạc mở ầm ĩ, người người quay cuồng bởi thuốc viện. Đúng lúc buổi tiệc vào hồi sôi động nhất thì công an đã ập vào hiện trường còn vương vãi những bao cao su đã bóc. Ngọc Sơn đã bị bắt tại hiện trường và sau đó anh phải nhận án 12 tháng tù treo. Nam ca sĩ từng thừa nhận, 8 tháng 13 ngày tạm giam và 12 tháng tù treo đã khiến cho tôi đau đớn, hối hận và tỉnh ngộ nhiều điều. Đầu năm 2009, Ngọc Sơn bị lộ clip chat sex. Trong video còn có sự xuất hiện của nam ca sĩ Duy Mạnh. Được báo chí hỏi đến, Ngọc Sơn chỉ trả lời lấp lửng và cho rằng có người tống tiền mình. Trong khi đó, Duy Mạnh lên báo khẳng định ca sĩ đàn anh là người tung ra scandal này, mối quan hệ cả hai sau đó bị rạn nứt. Cũng vào tháng 11 năm 2009, trên một số diễn đàn mạng lan truyền ảnh của Ngọc Sơn, trong đó nam ca sĩ tạo dáng kéo áo ba lỗ, vạch quần để lộ bộ phận nhạy cảm. Chùm ảnh bị cư dân mạng đánh giá là phản cảm, cố tình gây sốc nhằm thu hút sự chú ý của công chúng trước khi album mới ra lò. Bộ ảnh bị tung ra sau tin đồn Ngọc Sơn qua đời trong một vụ tai nạn giao thông khi anh đi lưu diễn tại Hà Nội. Giọng ca Vầng Trăng Cô Đơn còn quay bức ảnh mặc đồ lót nữ một cách lố bịch. Năm 2001, Ngọc Sơn tung ra video uốn éo trong tư thế gợi dục bị nhiều người chê bai. Có thể nói rằng, tuổi trẻ của Ngọc Sơn không chỉ huy hoàng nhờ vào những đỉnh cao của sự nghiệp, mà những scandal cũng góp phần làm nên tên tuổi của anh, để người ta không thể không nhớ đến cái tên Ngọc Sơn. Nhân vật thứ hai nằm trong top 5 những ca sĩ nhiều scandal nhất hải ngoại, không ai khác chính là ca sĩ Lệ Quyên. Với thu nhập khủng nhưng đời sống đời tư của Lệ Quyên vẫn được cho là thiếu văn hóa, nguyên nhân là do đâu? Đầu tiên phải kể đến vụ việc Lệ Quyên hồn nhiên cho con tè vào túi nôn khi đi máy bay, bị báo nước ngoài lên án. Chiều ngày 16 tháng 7 năm 2008, một người dùng Facebook đã đăng tải một dòng trạng thái khá bức xúc, phản ánh về việc một hành khách đã cho con trai tè vào túi nôn, làm vấy bẩn lên chiếc A350 mới toanh của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, vừa mới chính thức tiếp nhận và đưa vào khai thác cách đây không lâu. Khi được tiếp viên nhắc nhở, không những nữ ca sĩ này không có thái độ tiếp nhận mà còn thản nhiên làm hành động thiếu ý thức nơi công cộng. Chính điều này đã làm cho Lệ Quyên bị xử phạt 4 triệu đồng. Tiếp theo là sự việc Lệ Quyên đứng trên ghế công cộng để chụp hình cũng đã nhận không ít gạch đá từ phía của dư luận. Nhiều người cho rằng hành động này là không thể chấp nhận được khi Lệ Quyên đang ở nơi công cộng có rất nhiều du khách các nước cũng như là người bản xứ. Việc này ít nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của người Việt ở nước ngoài. Hơn nữa, Lệ Quyên lại là người của công chúng, nên không thể vô tư quá đà như vậy được. Mới gần đây, một lần nữa Lệ Quyên bị đánh giá là thiếu văn hóa khi ký tên lên tranh, bôi bẩn và làm giảm giá trị của tác phẩm nghệ thuật. Vụ việc này đã làm tốn không ít giấy mực của báo giới và truyền thông. Trước đó thì vào ngày 30 tháng 8 năm 2018, Đàm Vĩnh Hưng và một số nghệ sĩ đã tổ chức chương trình Tình Nghệ Sĩ để quyên góp và giúp đỡ nghệ sĩ Lê Bình và Mai Phương đang điều trị ung thư. Một việc làm đáng nhẽ được cộng đồng đánh giá rất cao nếu như không xảy ra vụ việc. Đàm Vĩnh Hưng và Lệ Quyên ký tên lên bức tranh của nhạc sĩ Hứa Thanh Bình, được Mạnh Thường Quân đấu giá 200 triệu đồng. Dư luận và cộng đồng mạng phản ứng một cách dữ dội cho rằng Đàm Vĩnh Hưng và Lệ Quyên thiếu hiểu biết, thiếu ý thức, không tôn trọng tác giả của bức tranh. Lệ Quyên cũng từng công khai đã phẫu thuật thẩm mỹ và hiện tại cô đang phải chịu đựng những di chứng sau phẫu thuật sụn mũi. Khán giả luôn mong ngóng cô sẽ nhanh chóng khỏe lại để có những tác phẩm nghệ thuật phục vụ cho khán giả. Nhân vật thứ tư chính là Quang Lê, lừa đảo quy tiền, ngồi lên mộ người đã khuất. Là một trong những ca sĩ hải ngoại được khán giả Việt yêu mến, nhưng Quang Lê ngày càng mất điểm trong mắt người hâm mộ. Mới đây, anh khiến cư dân mạng bức xúc khi ngồi lên mộ của cố nhạc sĩ Nhật Ngân. Hành động này của ca sĩ Quang Lê được cho là không tôn trọng người đã khuất, đặc biệt là khi anh vừa mới bày tỏ sự biết ơn với cố nhạc sĩ.
Trước đó thì Quang Lê đã trở thành tâm điểm của dư luận khi bị Đàm Vĩnh Hưng chỉ trích nẫng tay trên chàng trai bán kẹo kéo tên là Trọng Nghĩa. Không chỉ bị Đàm Vĩnh Hưng chỉ trích, nhiều bầu sâu cũng lên tiếng tố Quang Lê làm việc thiếu chuyên nghiệp. Không chỉ xích mích với Đàm Vĩnh Hưng, Quang Lê cũng từng bị danh ca Bạch Yến tố lừa đảo, quỵt tiền với người đã khuất vào tháng 10 năm 2014. Theo đó, Bạch Yến chia sẻ trên Dinh rằng Quang Lê đã không trả tiền kịch bản cho nhà biên kịch Đoàn Thạch Hãn, mặc dù anh đã lên tiếng giải thích nhưng hình ảnh của giọng ca Sầu Tím Thiệp Hồng đã xấu đi phần nào. Cuối tháng 4 năm 2015, Quang Lê lại gây bão với hình ảnh không đội mũ bảo hiểm chở theo con gái nuôi Phương Mỹ Chi. Hình ảnh này khiến anh bị cho là coi thường luật lệ giao thông. Bên cạnh đó, giọng ca đập vỡ cây đàn bị ném đá với hành động khoe của khi nằm trên những đồng đô la hay là xòe tiền ra chụp hình. Nhiều người cũng lắc đầu ngao ngán khi Quang Lê tiếp tục phô trương sự giàu có của mình khi đăng tải ảnh đi làm trên chiếc xế hộp hạng sang, sở hữu chiếc bích đắt tiền hay là phòng tu hiện đại sang trọng tại nhà riêng. Nhân vật cuối cùng chính là Đàm Vĩnh Hưng. Bên cạnh tài năng ca hát, Mr. Đàm cũng được dư luận chú ý bởi những scandal bê bối nhất, phát ngôn gây sốc. Đầu tiên phải kể đến scandal tại Mỹ năm 2010. Đàm Vĩnh Hưng bị Lý Tống tấn công vào tối ngày 18 tháng 7 năm 2010 tại sân khấu trung tâm hội nghị Santa Clara, California của Mỹ. Sau đó, những khán giả trung niên và lớn tuổi không đồng tình cho Đàm Vĩnh Hưng diễn tại Mỹ. Đã có những cuộc biểu tình và cả những kế hoạch được lập ra nhằm tìm mọi cách gây áp lực, yêu cầu ban tổ chức hủy bỏ chương trình có Đàm Vĩnh Hưng tham gia. Theo tờ Mercury News, nhiều người ủng hộ Lý Tống, trong đó có cả các chính trị gia có tiếng tăm ở địa phương, đã kêu gọi trả tự do cho quý ông này. Ông Lý Tống hy vọng bồi thẩm đoàn sẽ xóa tội hành hung dựa trên lý do ông bảo vệ cộng đồng hải ngoại chống lại đại diện của chính quyền cộng sản Na Cắc. Tuy nhiên, thẩm phán Andra Iburen vẫn tuyên phạt Lý Tống 6 tháng tù và 3 năm quản chế. Việc Đàm Vĩnh Hưng bị người Việt ở Hoa Kỳ phản đối mạnh mẽ là do ca sĩ này bị coi là tuyên truyền cho nhà nước Việt Nam. Đàm Vĩnh Hưng được nhà nước Việt Nam tuyên dương và hát một số bản nhạc mang tính chính trị, cầm cờ đứng hát là điều mà nhiều người Việt tại Hoa Kỳ rất dị ứng. Hơn thế nữa, phát biểu "Tôi sẵn sàng tha thứ cho Lý Tống" của Đàm Vĩnh Hưng bị coi là một cử chỉ khiêu khích. Hôn môi nhà sư năm 2012. Trong buổi đấu giá gây quỹ từ thiện cho ca sĩ Quân Bi Tuấn Anh chữa bệnh tại phòng trà không tên ngày 4 tháng 11 năm 2012, Đàm Vĩnh Hưng đã mang chai rượu của một khán giả dành tặng cho anh để đấu giá và tuyên bố rằng ai là người thắng cuộc thì sẽ được nhận chai rượu và hai nụ hôn của Đàm Vĩnh Hưng. Kết quả, người chiến thắng trong cuộc đấu giá là hai nhà sư với giá thắng là 55 triệu đồng. Sau đó, Đàm Vĩnh Hưng đã hôn vào môi của nhà sư trẻ và hôn tay của nhà sư lớn tuổi hơn. Hai nhà sư này sau đó đã nhận án phạt biệt chúng từ các chư tăng trong thời gian 3 tháng. Nhà sư trẻ tuổi hôn môi với Đàm Vĩnh Hưng, sau đó đã xin hoàn tục vì hoàn cảnh gia đình và được chấp nhận. Trong bức thư gửi đến báo chí ngày 9 tháng 11, Đàm Vĩnh Hưng gửi lời xin lỗi đến khán giả, các tăng ni và các Phật tử. Ngày 14 tháng 11 năm 2012, thanh tra của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã mời Đàm Vĩnh Hưng ra Hà Nội để giải trình. Sau đó xử phạt hành chính anh 5 triệu đồng vì hành vi hôn môi nhà sư bị đánh giá là phản cảm. Sau đó, trong một bức thư khác được cho là của Đàm Vĩnh Hưng, anh đã tiết lộ rằng chính nhà sư trẻ đã chủ động đưa môi và yêu cầu thực hiện một số chi tiết tiêu cực về cá nhân của nhà sư trẻ này. Tuy nhiên, sau khi hoàn tục, người hôn môi với Đàm Vĩnh Hưng lại cho rằng chính Đàm Vĩnh Hưng là người chủ động hôn và bác bỏ chi tiết tiêu cực về mình do Đàm Vĩnh Hưng đưa ra. Gần đây nhất là scandal ngủ chung với học trò. Cụ thể là tối ngày 21 tháng 11 năm 2018, tham gia tại một talk show, Phan Ngọc Luân đã khiến dư luận dậy sóng khi chia sẻ có tình cảm song phương và từng ngủ chung giường quá giới hạn với Đàm Vĩnh Hưng. Ngoài ra thì anh còn tiết lộ rằng Dương Triệu Vũ là người thứ ba chen vào phá rối mối quan hệ giữa anh và Mr. Đàm. Ngay sau đó thì Đàm Vĩnh Hưng đã lên tiếng phủ nhận, tuy vậy thì sự thật về giới tính của anh vẫn đang là chủ đề được mọi người để ý nhiều nhất. Vừa rồi là top 5 sao hải ngoại có nhiều scandal nhất từ trước cho đến nay. Hy vọng rằng video đã có thể cung cấp cho các bạn những thông tin bổ ích nhất. Để có thể theo dõi những thông tin về các ngôi sao hải ngoại, mời các bạn nhấn like và chia sẻ video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh Showbiz Hải Ngoại các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!